Khoảnh khắc đặc biệt nhất trong ngày sinh nhật của Khởi My từ trước đến nay, Khởi My không giấu được niềm vui trong ngày sinh nhật đặc biệt từ trước đến nay. Mới đây, trên trang cá nhân, Khởi My đã đăng tải hình ảnh trong ngày sinh nhật của mình. Theo đó, ngày 2 tháng 1, 2018 là ngày cô bước sang tuổi 29. Có thể nói đây là ngày sinh nhật đặc biệt nhất vì năm nay có thêm sự xuất hiện của chồng và cả mẹ chồng. Tất cả người thân đều dành thời gian để tổ chức bữa tiệc ấm cúng nhân ngày vui này cho nữ ca sĩ. Với sự trẻ trung như thế này đã làm rất ít người nhận ra Khởi My đã bước sang tuổi 29. Mọi người đã chuẩn bị cùng một lúc vài chiếc bánh kem để Khởi My thổi nến đón tuổi mới. Những năm trước, Kelvin Khánh đều có vai trò là người yêu, nhưng ở dịp sinh nhật này, anh đã là chồng của giọng ca gửi cho anh. Dù ở bất cứ địa điểm sự kiện nào, má Năm, mẹ ruột của Khởi My cũng ở bên cạnh cô con gái. Lần này lại có thêm mẹ chồng chúc mừng cho con dâu. Khởi My và mẹ chồng có mối quan hệ khá tốt. Chính mẹ Kelvin Khánh thường xuyên dành nhiều lời yêu thương cho nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, hai bà xui cũng rất thân thiết với nhau. Từ những ngày đầu cặp đôi này hẹn hò, trong lúc Khởi My, Kelvin Khánh đi hưởng tuần trăng mật, thì mẹ ruột và mẹ chồng cùng rủ nhau đi Dubai, Singapore để nghỉ dưỡng. Khởi My hạnh phúc trong vòng tay của gia đình và bạn bè.